trong năm mới 2023. Louis là nhà đồng viên đạt thành tích sớm nhất cho thể thao đất sen hồng. Louis có màn nước rút thần tốc vượt qua áo vàng Jang Kyung-go của Hàn Quốc và Mai King của Lộc Trời An Giang, giành chiến thắng chặng 5 trên cao nguyên Đà Lạt. Ngoài bên người Pháp đóng góp lớn vào thành tích của ekip vượt đôi Michael Đồng Tháp tại cuộc đua xe đạp quốc tế BTV. Mến chào quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao của truyền hình Đồng Tháp. Thưa các bạn, năm 2022, vượt đua Mexico Đồng Tháp đã bất ngờ có được chữ ký của ngoại binh chất lượng cao là Louis Darius. Tay đua người Pháp từng đoạt chiếc áo vàng cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng như là áo vàng quốc tế VTV Cup. Sự hiện diện của anh đã tăng thêm sức mạnh đáng kể cho ekip đất sen hồng tại các cuộc đua lớn. Và ở giải đấu quốc tế đầu năm 2023, Louis Darius đã chứng minh giá trị của mình bằng vị trí trong 3 hạng đầu ở các danh hiệu áo vàng, áo đỏ và cúp đồng đội. Tạp chí thể thao kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu về tay đua từng là tuyển thủ U23 của Pháp. Năm 2022, ekip vượt Domeco Đồng Tháp đã bước sang một trang mới khi lần đầu tiên sở hữu ngoại binh. Sự quyết tâm của ngành thể thao Đồng Tháp và công ty dược Domeco đã chiêu mộ được tay đua đẳng cấp Louis. Khi mới sang Việt Nam, tuyển thủ U23 Pháp từng ước muốn được khoác áo đội đua đất sen hồng, nhưng đến tháng 3 năm 2022 mới thành hiện thực. Ban huấn luyện cho biết, Louis đến với Đồng Tháp không vì tiền mà bằng tình cảm là chính. Tiền lương dành cho ngoại binh này chỉ trên dưới 30 triệu đồng một tháng. Louis lấy vợ người Việt Nam nên thích nghi nhanh với điều kiện sinh hoạt và thi đấu nơi đây. Tôi rất vui khi chuyển đến thi đấu cho đội dược Domeco Đồng Tháp. Đây là một ekip mạnh, có nhiều tay đua trẻ xuất sắc. Tôi đã trải qua nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp ở nhiều nước nên có nhiều kinh nghiệm. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để cùng với đồng đội mang nhiều thành tích cho Đồng Tháp. Cái thế mạnh của Louis có thể nói là về cái cá nhân tính giờ, về cái hỗ trợ và nói chung là về làm lớn thì anh ta rất là tốt. Về cái thể lực thì anh Louis rất là tốt về cái mảng này, đó là một cái lợi thế của anh. Nói đến Louis là phải nhắc đến nội dung đua cá nhân tính giờ. Nội dung này nhằm xác định ai là tay đua mạnh nhất và là đầu máy kéo trên hành trình dài hàng ngàn km. Ở các cuộc đua lớn như HTV và VTV, tay đua người Pháp Louis đứng số 1 ở nội dung này. Năm 2022, trong màu áo mới vượt Domeco Đồng Tháp, Louis tiếp tục khẳng định sức mạnh ở nội dung sở trường. Chạy 4 km, Louis đạt thông số rất tốt là 4 phút 9 giây 10, đạt tốc độ trung bình gần 60 km/h. Ngoài trừ tay đua người Nga Trolov của thành phố Hồ Chí Minh, thì không có tay đua nào là đối thủ của Louis ở nội dung đua cá nhân tính giờ. Cái thế mạnh của Louis có thể nói là về cái cá nhân tính giờ, về cái hỗ trợ và nói chung là về làm lớn thì anh ta rất là tốt. Về cái thể lực thì anh Louis rất là tốt về cái mảng này, đó là một cái lợi thế của anh. Tôi luôn nỗ lực hết sức ở nội dung sở trường này nhằm tạo lợi thế về thứ hạng trên bảng tổng sắp cá nhân chung cuộc. Hiện nay nhiều tay đua Việt Nam cũng tiến triển rất tốt để cạnh tranh thành tích cao. Do đó tôi phải cố gắng nhiều hơn trong tập luyện và thi đấu để đạt thành tích tốt hơn. Có thể nói thì anh Louis đóng góp rất là nhiều cái thành tích chung của đội. Chúng ta có thể thấy anh Louis bỏ cái tôi của mình là một ngôi sao, là một viên ngôi sao, nhưng anh Louis luôn thi đấu hết mình vì một cờ sắc áo, vì cái mục tiêu đội đưa ra, vì những cái nội dung mà ban huấn luyện đề ra, thì anh hoàn thành rất là tốt và hỗ trợ rất là hết mình cho các vận động viên để mà giành được cái thứ hạng cao và mục tiêu chung của đội. Dược đô Sco Tháp luôn là một tập thể gắn kết. Louis sinh ra và lớn lên tại quê hương của giải đua xe đạp Tour de France nổi tiếng nhất thế giới, nhưng anh lại chọn Việt Nam là nơi phát triển sự nghiệp. Louis đến Việt Nam năm 2007, sau đó đầu quân cho đội IDC truyền hình Vĩnh Long. Ngày đó, Louis đem lòng yêu một cô gái người Việt, và một thời gian sau họ nên duyên vợ chồng. Mối tình của Louis được các đồng đội ví tựa như cổ tích. Nhưng vì nuôi chí lớn tiếp tục rèn luyện chuyên môn, nên năm 2013, tay đua này đã quyết định sang Nhật Bản cọ sát, tích lũy kinh nghiệm. Năm 2017, Louis trở lại Việt Nam đầu quân cho Bay Lai Đồng Nai. Cựu tuyển thủ U23 Pháp Louis nhanh chóng thích nghi với cách đua ở các tour xe đạp Việt Nam. Bởi trong sự nghiệp, anh từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ nhà nghề khắp thế giới như Rubais Dankia, Rubaili Metropole của Pháp, Kinan của Nhật Bản. Tay đua 34 tuổi này chia sẻ: "Tình cờ đến Việt Nam, không ngờ đó lại là ngã rẽ quan trọng của đời tôi. Việt Nam giờ là quê hương thứ hai của tôi, nơi tôi gắn bó và yêu mến. Tôi có những đồng đội tốt, những cuộc đua thú vị tại đây. Và hơn hết,
một gia đình nhỏ với người vợ Việt Nam luôn đợi tôi trở về. Giờ đây, Louis rất hòa đồng và vui vẻ bên cạnh các đồng đội Đồng Tháp. Tôi đã thi đấu ở Việt Nam cả chục năm qua, đã thích nghi và hiểu rõ các cuộc đua nơi đây. Đường đua và quang cảnh thiên nhiên nước bạn rất đẹp, giúp chúng tôi có thêm động lực thi đấu. Giờ đây, nhiều câu lạc bộ Việt Nam đã chiêu mộ các ngoại binh rất mạnh. Điều đó rất tốt, giúp cho chất lượng chuyên môn các giải đấu nâng cao và hấp dẫn hơn. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó và thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo đội đua Đồng Tháp. Khái quát thì Louis, cái thể lực của ảnh thì có thể nói lớn hơn tụi em rất nhiều. Thì trong những cuộc đua thì tụi khi tụi em có hụt người hoặc là mệt gì đó thì có Louis ảnh cũng hỗ trợ tiếp để mà tụi em có thể cân bằng lại, để mà thi đấu nó được nhuần nhuyễn hơn. Thì giống như là khi mà mình có một cái động lực gì đó, một cái sự chắc chắn ở đồng đội thì em nghĩ tâm lý của mọi người sẽ thi đấu tốt hơn. Sau thành công vang dội ở đội đua Đồng Nai đầu năm 2022, Louis đã chuyển sang vượt đua máy cơ Đồng Tháp, đội đua mà anh đã yêu thích từ lâu. Ở đây, anh cùng Phan Hoàng Thái, Phạm Quốc Cường, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Nguyễn Minh Trí tạo nên đầu máy kéo mạnh mẽ cho ekip Đất Sen Hồng ở các cuộc đua lớn. Tại cuộc đua quốc tế BTV Cup vừa qua, Louis trở thành thủ lĩnh thật sự của vượt đua máy cơ Đồng Tháp. Chỉ một mình anh mới đủ sức cạnh tranh với các tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc đẳng cấp châu Á và cả Maikin người Nga. Cung đường đua lên cao nguyên Đà Lạt hôm đó mưa tầm tã khiến các tay đua rất vất vả, đặc biệt là trên cung đường đèo Khánh Lê dài đến 29 km. Một thử thách rất lớn cho Louis và các tay đua muốn chinh phục đỉnh đèo loại một này. Trong đó, Maikin của tập đoàn Lộc Trời An Giang xuất sắc chiến thắng trên đỉnh đèo Khánh Lê. Còn Louis lên đỉnh thứ ba tiếp tục tranh chấp chiếc áo đỏ vua leo núi với Jang Kyung-go Hàn Quốc và Maikin. Cả ba tay đua này tiếp tục chinh phục đèo Giang Ly. Maikin lên đỉnh trước tiên để dừng lên xé chiếc áo đỏ vua leo núi của Jang Kyung-go. Không buông hết sức trên đỉnh đèo nên ngoại binh vượt đôi máy cô Đồng Tháp vẫn đủ sức tranh chấp thứ hạng cao ở những km cuối. Bỏ xa nhóm đông phía sau hơn 2 phút, ba tay đua mạnh nhất lao nhanh về cạnh tranh thứ hạng ở đích đến. Và Louis xuất sắc rút thắng ngay đối thủ để giành chiến thắng chặng 5, đồng thời giữ chắc ngôi vị thứ hai ở giải áo vàng. Anh chỉ xếp sau áo vàng là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Jang Kyung-go. Được biết, Louis từng đoạt hai chiếc áo vàng ở các cuộc đua danh giá nhất là HTV và BTV. Khởi đầu năm mới 2023, Louis đã có được thành tích khá ấn tượng với vị trí thứ nhì tổng sắp cá nhân, hạng 3 giải áo đỏ vua leo núi, xếp thứ 3 giải áo xanh, và cùng vượt đôi máy cô Đồng Tháp đạt hạng 3 đồng đội. Giờ đây, mục tiêu của Louis là đoạt được nhiều danh hiệu lớn cho vượt đôi máy cô Đồng Tháp, mà trước mắt là cuộc đua xe đạp cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 sắp tới.